Giờ bắn cá chơi anh em ơi. Bây giờ mình bắn đạn 500k thôi nha anh em. Cá hôm nay mình thấy nó cũng hơi im dịu một xíu nha. Nói chung thì bắn cá có chết nha anh em. Bắn cá có chết chứ nó không trâu như mấy bữa nay ha. Cho nên bây giờ mạnh dạn bắn đạn 500k. Mặc dù mình có 2B mấy thôi. Khoảng 2B3 thôi. 2B3. 2B3 ha. 2B3 thì chơi đạn 500k là trở lại là vừa nha anh em. Quất đạn 1M 2M không khéo ra đảo nha anh em. Có 2-3B mà bắn đạn 1M dễ ra đảo lắm luôn. Dễ lắm luôn. Thôi bắn đạn 500k rỉ rả như thế nào. Kết hợp sử dụng 50% nha anh em. Hai cái video vừa rồi thì mình bắn đạn 1M kết hợp với 50%. Thấy cá hôm nay khá dễ chịu nha anh em. Hôm nay cá nó có mềm xuống. Chứ mấy bữa trước bắn cá không chết nha anh em. Cho nên bây giờ là mình cứ bắn đạn 500k nè. Kết hợp với 50% ha. Kết hợp với 50%. Tại 50% bây giờ mình còn tới hình như 5.000 mấy á, 5.000 mấy, 4.000 mấy gì, 5.000 mấy. 100% thì còn 1.800, 1.900 ha. Còn 25% tới 18, 19.000 rồi. Hồng tâm đạn đôi gì ha, còn tự lưa hết, đạn đôi tới 50 mấy ngàn, năm mấy gần 60 ngàn. Bom thì cũng quá trời của đất, bom tới 40 mấy ngàn, bom thường tới 40 mấy ngàn, siêu bom thì họ mấy ngàn mà mình bấm hết à. Còn có mấy trăm, 300 à. Xả băng, đóng băng, chống bom, nói chung đầy đủ đồ chơi hết, không thiếu thứ gì nha anh em, không thiếu một thứ gì. Cho nên là bây giờ nghe anh em bắn đạn 500k một mê rồi ha, nhưng mà kết hợp sử dụng hồng tâm, chủ yếu là bắn mấy con cá con nhỏ nhỏ nha anh em. Mặc dù ăn không được bao nhiêu nhưng mà có ăn nó không có sụp vàng nha anh em. Chứ còn là bắn đạn lớn mà sử dụng hồng tâm với đạn đôi thì nó phí lắm luôn, nó phí dữ lắm luôn, mà cá nó không chết nha anh em. Cá không có dễ gì mấy con bót á, đặc biệt mấy con bót không có dễ gì nó chết đâu, nó khó chết lắm luôn nha anh em. Mình sử dụng 50%. Wow, được 151 mê anh em. Đó, nói chung cá cũng khá dễ chịu ha. Mình đổi cái phương pháp bắn rồi nha anh em. Nhờ anh em góp ý, anh em bình luận, mấy anh em góp ý. Cứ sử dụng hồng tâm mà bắn rỉ rả thôi, đừng có sử dụng hồng tâm nhiều. Sử dụng hồng tâm với đạn đôi cá nó trâu dữ lắm. Cứ đè đầu mấy em boss bắn thì một là tốn hồng tâm, tốn đạn đôi, tốn vàng. Nhưng mấy em boss nó khó chết lắm nha anh em. Lâu lâu thì mình bắt được cái con đạn tam vĩ, bắn đạn thường thôi. Sử dụng 50% ha. Con đạn tam vĩ nó ngay mặt mình á, thì mình bắn. Nếu mà con tam vĩ nó chết á, thì mình có thể sử dụng hồng tâm mình dí con boss, dí con rồng nha anh em, dí con rồng hoa mèo hoàng sấm gì đó thì hên xui ha. Khoảng 60-70% là con boss nó sẽ chết nha anh em. Nói vậy thôi chứ cái bắn đạn tam vĩ thì nó dễ chết lắm luôn nha. Bắn đạn tam vĩ thì bắt mấy con boss thì khoảng 60-70% cái con boss nó chết nha anh em. Đó, bây giờ mình bắn rỉ rả đạn 500k thôi. Đang
đang nói mà điện thoại nó cứ reo suốt. Để từ từ mình xong cái video clip này khoảng 6-7 phút thôi, sau đó mình gọi lại ha. À, bây giờ mình được 2B4 anh em, 2B4 coi xem có con boss nào ra mình bắn ha. Mình mà quất được cái con đạn tam vĩ thì mình sẽ sử dụng hồng tâm giết con rồng ngay. À, nếu ăn được cái con tam vĩ thì mình sẽ giết con rồng ngay anh em. Đang sử dụng 50%, bắn cái con cá hàng tài này xem cá hàng tài chết không nha. Đấy, con đạn tam vĩ nó xuống kìa anh em, nó ngay mình thì mình bắn nó. Ồ, quá wow, chết rồi nhưng mà chưa sử dụng hồng tâm. Rồi mình quyết định giết con rồng nha anh em, quyết định giết con rồng, giết trước cái con phượng hoàng lửa kìa. Phượng hoàng lửa không chết hả, giết luôn rồng còn có 4 giây thôi. Chết không, chết không, quá wow, đại long được 606 mê anh em ơi, 606 mê. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video clip nha, chúc anh em chơi cá vui vẻ nha. Bây giờ mình lên được 3B mấy anh em, từ từ mình bắn mình lên nha anh em nha, đừng có gấp gáp gì hết, gấp gáp thì cá nó cho ra đảo nha anh em. Rồi chúc anh em chơi game vui vẻ nha.